Bài viết của tác giả Trần Trung Đạo có tựa đề Giai cấp mới tại Việt Nam. Milovan Đzilat là nhà nghiên cứu lý thuyết cộng sản và từng là ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Nam Tư, Phó Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Nam Tư, Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Nam Tư. Sau khi phản tỉnh, ông viết trong tác phẩm Giai cấp mới một phân tích về hệ thống cộng sản xuất bản năm 1957 như sau. Trong một thời gian dài, Đảng Cộng sản cố tình che giấu bản chất của mình. Quá trình hình thành của giai cấp mới không chỉ được che đậy bằng những thuật ngữ xã hội chủ nghĩa, mà quan trọng hơn bằng hình thức sở hữu mới, sở hữu tập thể. Bản chất giai cấp của hình thức sở hữu này được che đậy bằng bình phong quyền lợi của toàn dân tộc. Theo tủ sách Thalawat, Phạm Minh Ngọc dịch theo bản tiếng Nga năm 2005. Cũng trong tác phẩm Giai cấp mới, Milovan Đzilat viết: Năm 1936, nhân dịp công bố hiến pháp mới, Stalin tuyên bố rằng ở Liên Xô đã không còn giai cấp bóc lột. Nhưng trên thực tế, người ta không chỉ thực hiện xong quá trình thủ tiêu các nhà tư sản và giai cấp khác của chế độ cũ, mà còn thiết lập một giai cấp hoàn toàn mới chưa từng có trong lịch sử. Nhưng câu này của Milovan Đzilat mới là chí lý. Các lãnh đạo cộng sản xử lý tài sản quốc gia như của riêng họ, nhưng đồng thời họ cũng lãng phí nó như thể nó là của người khác, theo Work ORG. Thời gian dài trôi qua từ khi tác phẩm ra đời, nhưng bản chất của chế độ cộng sản tại năm nước cộng sản còn lại, trong đó có Việt Nam, vẫn đúng như lời của Milovan Đzilat nhận xét. Chiến tranh Việt Nam chấm dứt gần nửa thế kỷ, nhưng sự tiêu pha và lãng phí của giai cấp thống trị đã làm cho Việt Nam, một đất nước rất nhiều tiềm năng, thành là một nước nghèo so với tiêu chuẩn phát triển chung của thế giới. Trong suốt 47 năm qua, các thế hệ Việt Nam đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để nuôi dưỡng giai cấp thống trị, hoàn toàn không làm một việc gì hữu ích cho xã hội ngoài hút máu dân tộc Việt. Như nhiều người biết hôm nay, dưới chế độ cộng sản, khái niệm nhân dân làm chủ chỉ là một chiếc bình phong để giai cấp của những kẻ thống trị có toàn quyền sử dụng tài sản của đất nước như của chính mình, cũng như có toàn quyền lãng phí tài sản đất nước như không phải của mình. Những nhận định của Milovan Đzilat có thể áp dụng vào hai trường hợp mới vừa xảy ra. Nguyễn Thị Phương Thảo tặng 155 triệu bảng Anh và Tô Lâm ăn bò bít tết ở nhà hàng của đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ Nedret Jorce. Như các báo loan tin, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tỷ phú Việt Nam, đồng ý tặng 155 triệu bảng Anh cho Linacre College, một trường nhỏ thuộc hệ thống Đại học Oxford. Theo thông báo của trường, với số tiền được tặng, ngôi trường đang mang tên học giả nổi tiếng Thomas Linacre có thể sớm đổi thành Thảo College. Một số học giả Anh như giáo sư Đại học Oxford Maria Coulter Dowda phê bình ý định đổi tên trường từ Linacre sang Thảo với lý do Thomas Linacre là học giả nổi tiếng trong thời đại ông, không nên thay đổi chỉ vì một thương gia cho nhiều tiền. Việc tặng tiền cho một đại học là một nghĩa cử quen thuộc của những người giàu tại Mỹ, Anh cũng như các nước Tây Phương. Các tỷ phú Mỹ thường tặng tiền cho đại học, nhất là những trường mà họ xuất thân. Năm 2018, Michael Bloomberg
tặng 1.8 tỷ đô la cho Đại học Johns Hopkins tại Maryland. Điểm khác nhau chính là các tỷ phú Anh, Mỹ sinh ra và làm giàu trên một đất nước vốn đã giàu hàng đầu thế giới trong mọi lĩnh vực, nhất là giáo dục. Theo The Center for Warren University Rankings, trong số 20 trường đại học tốt nhất thế giới, có 17 trường là Mỹ, 2 là Anh và 1 là Nhật. Dò mỏi mắt xuống hạng 1.000 trường đại học được tổ chức này quan sát, cũng không có một trường đại học Việt Nam nào. Theo cách lý giải và hành xử của một người bình thường, nếu bạn có lòng vị tha để tặng, thì bạn nên tặng cho những nơi thiếu thốn nhất, cho những người cần nhất. Giá trị và tác dụng của món quà nhờ đó sẽ cao hơn và ý nghĩa hơn là tặng cho những nơi đang đầy đủ. Mấy hôm nay, một làn sóng bất mãn phê bình mỉa mai châm biếm bà Thảo đã làm chuyện ngược đời, gánh củi về rừng, mua danh, vân vân. Những người phê bình còn đưa ra những hình ảnh đau lòng của các em học sinh phải đu dây qua sông, bơi qua những khe nước chảy xiết, lội qua những con suối đầy đá nhọn để đến trường, như một cách nhắc nhở cho bà Thảo thấy sự khác nhau giữa thực tế bi thảm của đất nước đã sinh ra bà và nền giáo dục hiện đại của Anh. Họ cho rằng lẽ ra bà Thảo nên dùng số tiền đó để xây những chiếc cầu, lẽ ra bà Thảo nên dùng số tiền đó để dựng trường học, lẽ ra bà Thảo nên dùng số tiền đó để cấp học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo và nhiều lẽ ra khác. Những người phê bình bà Thảo tưởng là bà không biết. Không, chắc chắn bà đã thấy và đã biết, nhưng thấy là một chuyện, biết là một chuyện. Cảm thông với sự chịu đựng của hàng triệu tuổi thơ Việt Nam nghèo khó hay không là một chuyện khác. Là một tỷ phú, bà Thảo không muốn tên tuổi của mình gắn liền với một trường đại học dù lớn nhất ở Việt Nam nhưng vô danh trên toàn thế giới. Chuyện của bà Thảo chưa xong. Hôm 3 tháng 11 vừa qua, trên các trang mạng Internet truyền nhau video tướng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm ăn thịt bò bít tết rát vàng trị giá hơn 1.000 đô la. Nhìn cảnh Tô Lâm há miệng to cho đầu bếp nhà hàng Shopee, hay còn gọi là Thánh Rắc Muối, đút miếng thịt bò trông vô cùng cạch cỡm, ghê tởm làm sao. Ăn thịt là chuyện bình thường, nhưng nhìn Tô Lâm ăn khó mà không tưởng tượng cảnh thú vật ăn thịt nhau trong phim Động Vật Hoang Dã. Đừng nói chi đang đại diện cho một nhà nước tại nước ngoài. Một người lịch sự và tự trọng thường không làm vậy trong nhà hàng với nhiều thực khách chung quanh. Những người Việt giận dữ lại một lần nữa trưng bày những hình ảnh đau thương của hàng triệu người Việt tìm đường về quê tránh dịch với những cảnh chết chóc, đói khát, cực khổ không bút mực nào tả hết, như một cách nhắc nhở Tô Lâm về thực trạng Việt Nam. Theo họ, lẽ ra Tô Lâm nên biết ngay trong giờ phút ông đang ăn, nhiều triệu người dân không có một chén cơm trắng để ăn. Lẽ ra Tô Lâm nên biết trên cả nước nhiều người vẫn còn chết hay đang chờ chết vì nạn dịch. Lẽ ra Tô Lâm nên biết hàng triệu trẻ thơ Việt Nam đang thiếu sữa trong tháng 10 lũ lụt này. Và lẽ ra Tô Lâm không nên rắc muối lên vết thương của họ như anh chàng đầu bếp rắc lên miếng thịt bò mà Tô Lâm đang nuốt. Chắc chắn là Tô Lâm đã thấy và đã biết, cũng giống như bà Phương Thảo. Thấy là một chuyện, biết là một chuyện. Cảm thông với sự chịu đựng của đồng bào hay không là một chuyện khác. Milovan Đ-Zilat viết về bản chất, nguồn gốc lịch sử hình thành nên giai cấp mới. Nhưng ông có thể đã sót một đặc điểm quan trọng, giai cấp mới.
còn gồm những con người ích kỷ, vô lương tâm và vô cảm. Lấy Trung Cộng, nước Cộng sản đàn anh của Cộng sản Việt Nam làm ví dụ cho chính xác với điều kiện kinh tế. Bản chất giai cấp là lý do Trung Cộng, mặc dù có nhiều tỷ phú hạng thứ hai trên thế giới sau Mỹ, nhưng là nước được tổ chức Charity Art Foundation xếp vào hạng ích kỷ nhất thế giới trong nhiều năm. Năm 2019, Trung Cộng đứng hàng 126 trong số 126 quốc gia được tổ chức quốc tế này quan sát. Charity Art Foundation kết luận Trung Quốc là quốc gia duy nhất đứng hạng tệ hại nhất trong cả ba tiêu chuẩn gồm tình nguyện, giúp đỡ người khác và đóng góp hiện kim. Trung Cộng còn đứng sau cả Congo, Palestine, Yemen, những dân tộc triền miên trong chiến tranh và nghèo khó. Nguyễn Thị Phương Thảo là sản phẩm của ý thức hệ cộng sản, nên đừng trách tại sao bà không rộng lượng với đồng bào mình mà dùng tiền đi mua danh một cách cạch cỡm đáng khinh. Hôm qua, 6 tháng 11, 2021, tờ Daily Mail của Anh tố cáo bà Nguyễn Thị Phương Thảo và chồng không chỉ cấu kết với giới lãnh đạo của chế độ Cộng sản Việt Nam thô bạo mà còn có quan hệ với cả Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Những đồng bạc, dù một đồng hay một tỷ, có được do cấu kết với những kẻ gây nên tội ác chống lại con người, trong trường hợp này là Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ không được xem là đồng tiền chính đáng. Đặc tính không chính đáng của đồng tiền thể hiện rất rõ nét và rất dễ nhận ra tại Việt Nam. Hãy nhìn vào những biệt thự nguy nga mà giai cấp mới này sống so với những túp lều không vách của đại đa số trong 97 triệu người dân, để thấy khoảng cách trời vực giữa hai tầng lớp người trong cùng một đất nước. Một chính phủ có 110 thứ trưởng, 201 phó chủ tịch tỉnh và hàng ngàn vụ trưởng. Mục đích của bộ máy hành chính cồng kềnh là chẳng qua để hợp thức hóa vai trò của các cán bộ đảng, để qua đó chúng được chính thức lĩnh lương, chính thức ăn hối lộ, chính thức tham ô và tham nhũng. Tham nhũng dưới chế độ Cộng sản không phải phát xuất từ bản chất tham lam của một số người ở đâu cũng có thể có. Tham nhũng tại Việt Nam có tính đảng và chính đảng Cộng sản tạo môi trường cho tham nhũng sinh sôi, nuôi dưỡng tham nhũng lớn và tạo điều kiện để tham nhũng hoành hành. Đối diện với tầng lớp cai trị, bộ máy tuyên truyền và bạo lực chấn áp khủng khiếp và thường trực của chế độ Cộng sản đã biến phần lớn trong số 97 triệu người Việt còn lại thành một tầng lớp chỉ biết phục tùng. Sự chịu đựng của nhiều triệu đồng bào trong mùa dịch vượt qua ngoài định nghĩa của khổ đau, bất hạnh và sợ hãi. Dù mắc kẹt ở Sài Gòn hay tìm cách về quê, họ đều phải đối phó với những khó khăn chưa từng có trong đời. Nhưng khác với Đông Âu trước đây hay Cuba mới đây, không có một cuộc biểu tình nào ở Sài Gòn, không có chống đối nào trên đường đi, dù có người phải đi bộ 500 cây số hay như anh thợ Hồ 8 đi 1.000 cây số từ Trà Vinh để về Huế trên vai vỏn vẹn một thùng mì gói. Họ không bao dung nhưng đã mất hết khả năng chống đối. Trời hành họ còn biết kêu trời, nhưng đảng hành thì không ai dám kêu đảng. Nhà tù đang chờ họ, chấn áp đang chờ họ, chết đói, chết khát đang chờ họ. Bộ máy kìm kẹp của Đảng Cộng sản siết chặt đến mức làm tê liệt ý thức phản kháng của con người. Họ lầm lũi đi như một đoàn nô lệ da đen sau nội chiến Mỹ đi tìm một nơi để gọi là quê hương. Hàng triệu người dân hôm nay có thể đã trở về trong căn nhà trơ trọi, và bên ngoài mùa mưa đang đến, nước lụt đang dâng,
họ sẽ sống ra sao trong những ngày tháng tới. Có tiếng than, tiếng khóc nửa đêm nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời hay an ủi. Nhưng một mai, khi đại dịch qua đi, những người dân bất hạnh kia lại sẽ vào thành phố tìm đường sống vì không còn gì để sống nơi chôn nhau cắt rốn. Và cứ thế, cuộc đời của tầng lớp người bị trị tại Việt Nam sẽ bị vùi dập trong trầm luân thống khổ cho đến chết. Trước nỗi bất hạnh của dân tộc Việt, ai là người biết đau và ai sẽ là người biết nhục? Nguyễn Thị Phương Thảo ư, Tô Lâm ư, không. Nếu biết đau và biết nhục, bà Thảo đã không đem tiền để mua cái tên trường ở một đất nước xa xôi, bỏ mặc cho nhiều triệu trẻ em Việt sống trong những điều kiện học hành tệ hại nhất thế giới. Nếu biết đau và biết nhục, ông Lâm đã không há miệng to để được đút ăn trong một lúc một phần không nhỏ của đất nước không có ngay cả gói mì để ăn. Những người biết nhục không phải Nguyễn Thị Phương Thảo, Tô Lâm, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, mà là những con người Việt còn có một lương tâm Việt Nam, dù ở ngoài guồng máy hay vì lý do riêng phải tạm thời ở trong guồng máy. Cách mạng dân chủ tại các nước cựu Cộng sản cho thấy chính những người biết đau và biết nhục nhã làm thay đổi vận mệnh đất nước họ, khác nhau về thời gian và thời điểm. Nhưng Việt Nam cũng vậy, lịch sử Việt Nam đã chứng minh nhiều lần trong hoàn cảnh, dù đen tối bao nhiêu vẫn còn có những người biết đau và biết nhục. Lần nữa trong tương lai, chính những người biết đau và biết nhục sẽ thay đổi vận mệnh Việt Nam. Trần Trung Đạo. Mang tim non đổ xuống dốc dài, đặt tâm linh xuống nơi đền đài. Chào nhân loại, còn chào luôn thế kỷ tàn phai. Thương quê hương mỏng manh chiếc áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu. Thương quê hương triền miên bão lũ, chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù, đang đam mê người nuối hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ rối nhịp đường tu. Trong đau thương nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo mòn niềm vui. Con đi trong buồng tìm thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần công chính nuôi tâm hồn lành, để đêm về quy bên an bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Trong giang mẹ chiếc áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu.
thương quê hương triền miên bão lũ, chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù, đang đam mê người nuôi hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ rối nhịp đường tu. Trong thương đau nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo gầy niềm vui. Con đi trong buồng tim thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần công chính nuôi tâm hồn lành, để đêm về quỳ bên mẹ nghe an bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt, Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt, Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Trong giang